Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Barca và câu lạc bộ Osasuna. Đây là trận đấu bù vòng đấu thứ 20 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha và sẽ được diễn ra vào lúc 1 giờ rạng sáng ngày 1 tháng 2 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá thì câu lạc bộ Barca sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Osasuna với mức kèo là 1,5, mức kèo cũng có thể tăng 1,75 và hạ xuống còn 1,25, mức tài xỉu là 3 trái 3,25 và 2,75, tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả, ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này. 5 lần gặp nhau gần nhất của Barca và Osasuna thì Barca bất bại trước Osasuna với 5 trận thắng liên tiếp. 5 trận thi đấu gần nhất của Barca thì Barca thắng 2 và thua 3. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Osasuna thì Osasuna thắng 2, hòa 1 và thua 2. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Barca chấp 1,5 hoặc là 1,25 nhé. Vì sao? Mặc dù cái mức kèo chấp nó cũng hơi cao nhưng mà xét về thực lực, đẳng cấp và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Osasuna thì mình thấy là Barca đang được đánh giá là nhỉnh hơn đội khách Osasuna về mọi mặt. Thứ hai nữa thì Barca có được điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội ở những lượt trận gần đây thì mặc dù là hai đội đang có phong độ cũng khá là cân bằng với nhau, nhưng mà đặc biệt là cái thành tích đối đầu của Barca trước Osasuna thì Barca vẫn đang vượt trội hơn nhiều. Những lần tiếp đón Osasuna trên sân nhà trước đây thì mình thấy đa phần Barca đều tận dụng tốt điểm tựa sân nhà của mình để có chiến thắng trước Osasuna, và ở lượt trận này tiếp tục được đá trên sân nhà với đội hình đầy đủ nhất cộng với phong độ đã ổn định và hiệu suất yêu bàn đều đặn thì với mức kèo này mình dự đoán là Barca chắc họ cũng không quá khó để vượt qua được Osasuna với cách biệt là hai bàn ở trận này một lần nữa đâu. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Barca chấp nha. Mức tài xỉu là 3 trái 3,25 và 2,75. Thì những lần gặp nhau trước đây của hai đội á, thì cũng có một số trận là từ 3 hoặc 4 bàn trở lên. Với lại là mình thấy là thời gian gần đây thì cái hiệu suất ghi bàn của hai đội nó cũng ổn. Mình nghĩ cuộc đối đầu này tiếp tục sẽ là cuộc đối đầu đầy hấp dẫn và nhiều bàn thắng được ghi. Dự đoán sẽ là 3-1 hoặc là 4-2 nghiêng về cho Barca ở trận này. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,5 và tài xỉu là 1,25. Do đó hiệp 1 với điểm tựa sân nhà, lực lượng đầy đủ và đẳng cấp vượt trội hơn thì Barca hiệp 1 họ sẽ có 1 hoặc 2 bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Barca chấp nha. Và canh tài hiệp 1 còn từ 1 trái trở xuống thì vào. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Barca và tài. Ở hiệp 1 cũng vậy, chúc các bạn may mắn, ưu tiên chọn tài trận này.